Alo, xin chào các em, chúng ta sang bài mẫu số ID là 602, bài này làm theo khoa học, vô cơ 8, 9, 10, phần chuyên đề tổng ôn vô cơ. Ở bài toán này để xử lý ngắn gọn trong thời gian là 3 đến 5 phút thì thực sự các em phải rèn luyện rất là nhiều. Để đọc đề lên chúng ta phản xạ ngay được cách đi như nào thì chúng ta không bị vấp và thời gian chúng ta xử lý nó mới ngắn. Hy vọng cái video thầy làm này để các em có thể tham khảo nó rút kinh nghiệm cho những bài toán mà chúng ta có thể sắp thi tới đây. Việc đầu tiên thầy sơ đồ hóa bài toán. Ở trong phần sơ đồ này thì những cái mà thầy ghi mũi tên này là những cái mà các em phải tính toán, phải suy ra. Còn những cái mà thầy không ghi mũi tên tức là cái đã biết. Đó. Thế thì ở sơ đồ này của thầy thì điều quan trọng nhất của bài toán này là nhận ra dấu hiệu để làm. Các em thấy các em có rất nhiều chất 1 2 3 4 5. Nếu như bình thường các đặt 5 ẩn thì cũng ra thôi nhưng rất mất thời gian. Mà đề thi chỉ hỏi là MgOH 2 lần, tức là số mol của MgOH lần. Thì kem nhớ hộ thầy là MgOH lần nó khác biệt so với những thằng còn lại là nó có hydro. Vì thế bắt buộc các em phải nghĩ đến phương pháp bảo toàn hydro. Thứ hai là bài toán này có Mg tham gia phản ứng. Khi phản ứng với HN3 bắt buộc các em phải nghĩ đến thêm có tạo thêm muối N4N3. Như vậy, thầy xử lý thông tin để tìm ra số mol như sau. Hỗn hợp xì của thầy gồm có hai muối. Khi phản ứng với NaOH, NaOH của thầy là 0,25 mol vừa đủ. Tạo ra kết tủa tính được là 0,12 mol. Đây. Thì suy ra OH trừ để phản ứng với Mg2 sẽ là 0,24 mol. Và trong khi đó NaOH của thầy là 0,25 mol. Điều đó suy ra phải có thêm NH4 cộng để nó phản ứng với OH và số mol của NH4 cộng thì bằng 0,25 trừ 0,24 bằng 0,01 mol. Như vậy thầy tìm được số mol của hai thằng. Thứ nhất là MgOH2 lần bảo toàn magie là 0,12. Thứ hai là NH4NO3 thầy bảo toàn OH phản ứng kết quả là 0,01. Như vậy thầy điền vào đây. Đó, các em nhìn thấy rất là rõ. Tiếp tục. Sau khi số liệu chuyển về mol rồi, đó thì các em đã biết là hiro ở trong HNO3 biết được hero ở trong NH4+, cộng bây giờ chỉ cần tìm được hero trong nước là kem hoàn toàn tìm được MGOH2 lần. Vậy tìm nó như thế nào? Thì đề thi cho 5,22g là cho dấu hiệu, đó là khối lượng không đổ được về mon. Kem nghĩ đến bảo toàn khối lượng. Kết quả bảo toàn khối lượng cho sơ đồ này, thầy tìm được nước bằng 0,12 mol. Mấu chốt của bài toán này khó nhất là kem phải phát hiện ra được là hai thằng khí này của thầy có cùng m lớn là 44 thì bài toán này mới bảo toàn khối lượng được. Đó. Các em chú ý hộ thầy là rất nhiều bài toán người ta cho hỗn hợp hai khí có những đặc điểm chung. Ví dụ cùng oxy, ví dụ NO2 và oxy bay ra hoặc CO2 cũng được. Cùng hai oxy hoặc ví dụ cùng litơ, ví dụ N2O và N2. Những cái dấu hiệu đó làm cho bài toán rất là nhanh. Tương tự như vậy, ở đây người ta cho dấu hiệu là cùng M lớn, cùng 44 đó. Vì thế mà khi bảo toàn khối lượng các em mới có 0.02 x 4 ra khối lượng tổng này luôn. Sau khi tìm được nước là 0.12 mol rồi, thầy bảo toàn hiro thì tìm ra MgOH 2 lần. Thầy lấy 0.12 x 2, cộng 0.01 x 4, trừ 0.26, chia cho 2, thì ra MgOH 2 lần là 0.01. Từ đó các em dễ dàng tính được phần trăm của MgOH 2 lần trong hỗn hợp ban đầu, sẽ xấp xỉ bằng 11.11%, ,11%. và đáp án các bạn phải chọn đáp án là D.